trong quá trình phát triển của triều đại Thục Hán. Mùa đông năm Kiến An thứ 24, tức là năm 219, đánh dấu một trong những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của Lưu Bị, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Cuối năm đó, sự kiện Quan Vũ, vị tướng hàng đầu trong danh sách ngũ hổ tướng của Thục Hán, bị Đông Ngô đánh lén, chiếm đoạt Kinh Châu và tử trận tại Mạch Thành. Sự mất mát này không chỉ là đơn thuần thiệt hại về con người, mà là một cú sốc thay đổi chiến lược. Thêm vào đó, Kinh Châu là vùng đất chiến lược, được ví như ngã ba thiên hạ. Sau nhiều năm bôn ba, với nhiều nỗ lực mới có được, cuối cùng lại rơi vào tay của Tôn Quyền là một tổn thất to lớn. Những nỗ lực của Gia Cát Lượng trong việc thiết kế chiến lược long trung đối sách cho Thục Hán đã đối mặt với trở ngại nghiêm trọng, khiến cho việc phục hưng và khôi phục nhà Hán ngày càng trở nên khó khăn. Thất bại của Kinh Châu không chỉ gây ra thiệt hại toàn diện lực lượng của Thục Hán tại đây, mà còn là một thất bại chiến lược trong việc bắc phạt hoặc nam tiến để thống nhất thiên hạ, dẫn đến việc mất quyền kiểm soát các khu vực quan trọng. Hậu quả của trận chiến này tạo ra một chuỗi phản ứng nghiêm trọng và có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình lịch sử của Thục Hán. Trong nỗ lực báo thù cho Quan Vũ, Lưu Bị đã quyết định cắt đứt liên minh với Tôn Quyền và mở một chiến dịch quân sự chống lại Đông Ngô. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ dẫn đến thêm một thất bại nặng nề cho Lưu Bị, khi ông bị đại đô đốc trẻ tuổi Lục Tốn của Đông Ngô đánh bại tại Di Lăng, gây ra tổn thất lớn về mặt lực lượng quân sự và tinh thần cho Thục Hán. Sức khỏe của Lưu Bị đã dày vò bởi những lo toan chiến tranh và mất mát, suy giảm nhanh chóng sau những sự kiện như vậy, dẫn đến cái chết của ông không lâu sau đó, đánh dấu một kết thúc buồn cho một nhân vật lịch sử vĩ đại. Trong giai đoạn quan trọng của triều đại Thục Hán, sự liên tiếp qua đời của các tướng lĩnh chủ chốt như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung và Mã Siêu đã buộc thừa tướng Gia Cát Lượng phải đích thân tham chiến, đồng thời giữ vai trò quản lý cả mặt trận quân sự và chính trị của nhà Thục Hán. Trước tình hình đầy thách thức và nguy hiểm, Gia Cát Lượng đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo sáng suốt, phân tích tình hình một cách tỉ mỉ và chi tiết. Ông đã gửi Đặng Chi làm sứ giả đến Đông Ngô, tái thiết lập liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị. Bằng cách này, Gia Cát Lượng đã khéo léo chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công, mạnh mẽ đối với Tào Ngụy, một đối thủ mạnh hơn nhiều về mọi mặt. Từ năm thứ 6 đến năm thứ 12 của kỷ nguyên Kiến Hưng, tức là năm 228 đến năm 234, chỉ trong vòng 6 năm, Gia Cát Lượng đã chỉ huy quân Thục Hán thực hiện 5 cuộc tấn công lớn vào Tào Ngụy. Sự kiện được lịch sử ghi nhận là Ngũ Xuất Kỳ Sơn. Nhưng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, sự kiện này được mô tả là Lục Xuất Kỳ Sơn, đánh dấu một thành tựu nổi bật trong chiến lược quân sự, là minh chứng cho việc vượt qua hạn chế về quân số và nguồn lực để đạt được thành công. So với đối thủ Ngụy Quốc, Thục Hán rõ ràng ở thế yếu hơn về lãnh thổ, dân số, kinh tế và quân sự, làm nổi bật thêm thành tựu của những chiến dịch này. Về quy mô lãnh thổ và dân số, sự chênh lệch giữa Ngụy Quốc và Thục Hán là đáng kể. Cụ thể, Ngụy Quốc bao gồm 87 quận và 12 châu, với dân số vượt quá 5 triệu người, tương đương hơn 1 triệu hộ. Trong khi đó, Thục Hán chỉ quản lý 22 quận và 1 châu, với tổng dân số không đến 1 triệu người, khoảng 280.000 hộ. Khi so sánh, sức mạnh tổng hợp của Ngụy Quốc ưu việt hơn hẳn Thục Hán, tương tự như sự khác biệt giữa một người lớn và một đứa trẻ. Dù vậy, điều ngạc nhiên là Ngụy Quốc, với lợi thế vượt trội về quân sự và kinh tế, lại chịu đựng nhiều đợt tấn công ác liệt đến từ Gia Cát Lượng mà không phản công, mà thay vào đó phải áp dụng một chiến lược chủ yếu là phòng thủ, không mở rộng quy mô tấn công. Trong chuỗi chiến dịch Lục Xuất Kỳ Sơn do Gia Cát Lượng phát động, Ngụy Quốc dù buộc phải tập trung vào việc phòng thủ để đối phó với các đợt tấn công cũng như các đợt triển khai đến từ Gia Cát Lượng, chỉ triển khai một cuộc phản công đáng chú ý do tướng Tào Chân chỉ huy vào năm thứ tư của kỷ nguyên Thái Hòa. Từ những diễn biến này, một số quan sát viên suy luận rằng Ngụy Quốc đã có thể cảm thấy e ngại trước Gia Cát Lượng và do đó không dám chủ động mở cuộc đối đầu, lựa chọn một lối tiếp cận thận trọng với chiến lược phòng thủ. Sau khi cục diện Tam Quốc ổn định với sự phân chia thiên hạ thành ba, Thục Hán trở thành quốc gia sở hữu lãnh thổ nhỏ nhất, dân số thấp nhất và lực lượng quân sự yếu nhất trong số ba quốc gia. Khó khăn được nhấn mạnh bởi địa hình núi cao của Thục Hán, khiến nguồn tài nguyên nội địa trở nên khan hiếm và ít ỏi nhất so với ba quốc gia trong thời kỳ Tam Quốc. Trong số 12 châu của thiên hạ lúc bấy giờ, Ích Châu của Thục Hán được đánh giá là khu vực có sức mạnh tổng hợp yếu nhất, phản ánh sự hạn chế về quy mô và tài nguyên. Ngược lại, Đông Ngô với vị trí chiến lược ở đông nam sông Trường Giang, kiểm soát ba châu lớn là Dương Châu, Giao Châu và nửa Kinh Châu, được hưởng lợi từ tài nguyên phong phú của các khu vực ven biển, vượt trội hơn hẳn Thục Hán về sự giàu có và tài nguyên. Nước Ngụy chiếm vị thế mạnh nhất trong ba quốc gia, nắm giữ 8 châu trong số 13 châu của Đông Hán, cùng với nửa Kinh Châu và một phần Dương Châu. Không chỉ sở hữu lực lượng quân sự mạnh mẽ mà có nguồn lương thực dự trữ dồi dào, thể hiện sự vượt trội về mọi mặt so với hai quốc gia còn lại. Dù có lãnh thổ và lực lượng quân sự nhỏ bé nhất trong ba quốc gia thời Tam Quốc, nước Thục Hán lại ghi nhận là quốc gia chủ động tấn công nhiều nhất, đặc biệt là vào lãnh thổ của Ngụy Quốc theo các tài liệu mà lịch sử ghi lại. Trong thời gian Gia Cát Lượng còn tại vị, đã diễn ra tới 6 cuộc tấn công vào Ngụy Quốc. Dù những nỗ lực này không đạt được kết quả như mong đợi, chúng vẫn làm tiêu hao không nhỏ lực lượng của Ngụy Quốc, phản ánh sự năng động trong chiến lược quân sự của Thục Hán. Quyết định của Thục Hán trong việc liên tục phát động các cuộc tấn công này có căn cứ và lý do đa diện. Một trong những lý do chính là chiến lược quốc phòng của Gia Cát Lượng. Người cho rằng tấn công chính là cách thức phòng thủ hiệu quả nhất. Do sự giới hạn bởi địa hình và kích thước lãnh thổ, ông nhận thức rằng việc duy trì vị thế phòng thủ không đem lại cơ hội phát triển cho Thục Hán. Theo quan điểm của Gia Cát Lượng, chỉ khi mở rộng lãnh thổ, Thục Hán mới có khả năng tạo ra không gian cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng. Trong bối cảnh không thể mở rộng lãnh thổ, triều đại Thục Hán sẽ đứng trước nguy cơ ngày càng tăng về sự chênh lệch so với hai đối thủ của mình, dẫn đến sự bất lợi trong tương lai dài hạn. Mặt khác, địa hình dẫn đến Thục Hán được mô tả là cực kỳ hiểm trở, khó hơn cả việc lên trời, làm cho bất cứ nỗ lực tấn công nào từ phía Ngụy Quốc vào Thục Hán trở nên vô cùng khó khăn. Trong kịch bản của chiến tranh cổ đại, việc kiểm soát được địa hình có lợi chiến lược không phải là điều dễ dàng. Do đó, Ngụy Quốc không thể mạo hiểm tấn công vào Thục Hán một cách tùy tiện mà phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lý do quan trọng khác là Ngụy Quốc có một lãnh thổ rộng lớn cần bảo vệ và đối mặt với nhiều kẻ thù trên các mặt trận khác nhau, không chỉ Thục Hán mà còn có Đông Ngô, cũng như phải đối đầu với các thế lực, các bộ tộc Tiên Ti và gia tộc Công Tôn ở Liêu Đông. Sự phân tán quân đội để đối phó với nhiều đối thủ tiềm ẩn khiến cho Ngụy Quốc không thể tập trung hoàn toàn lực lượng để tấn công Thục Hán, đặc biệt khi tình hình phía Bắc vẫn còn nhiều bất ổn. Do đó, khả năng xuất quân của Ngụy Quốc đối với Thục Hán bị hạn chế một cách đáng kể. Điều quan trọng nhất là nhà Tào Ngụy mới cướp ngôi nhà Hán, nhiều năm sau đó luôn trong tình trạng bất ổn, được coi là thù trong giặc ngoài, luôn tìm cách tiêu diệt nhà Ngụy. Lòng dân chưa yên, các thế lực thù địch trung thành với nhà Hán nằm trong đất Ngụy vẫn còn, nên cần phải ưu tiên ổn định nội bộ trước. Nhân tài nhà Ngụy rất khan hiếm. Sau khi Tào Tháo qua đời, các thuộc hạ thân tín của ông cũng lần lượt ra đi. Tào Phi phế Hán Hiến Đế lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Ngụy. Thiên hạ mới thay đổi triều đại nên đầy biến động. Những Tào Phi chỉ ở ngôi được 6 năm thì qua đời, để cho con trai Tào Tuấn nối ngôi khi mới 22 tuổi. Tào Tuấn cũng mắc bệnh, qua đời hưởng dương 36 tuổi, nhường ngôi cho con nuôi Tào Phương khi mới 7 tuổi, để Tào Sảng và Tư Mã Ý nhiếp chính. Nhưng Tào Sảng luôn đề phòng và muốn tiêu diệt Tư Mã Ý. Nhà Tào Ngụy có người tài được coi là không thua kém so với Gia Cát Lượng, nhưng lại là người có dã tâm, muốn chiếm quyền kiểm soát nhà Tào Ngụy. Cuối cùng đã dùng kế giả ốm, gây ra binh biến Lăng Cao Bình, giết chết Tào Sảng và chính thức nhà Tư Mã kiểm soát toàn bộ nhà Tào Ngụy. Khi đó Tư Mã Ý đã 70 tuổi. Sau này Tư Mã Ý nhường quyền cai trị nhà Tào Ngụy lần lượt cho hai con của mình là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Đến khi Tư Mã Chiêu cầm quyền mới chính thức sai Đặng Ngãi dẫn đại quân đánh Thục. Vua Thục khi đó là Lưu Thiện không đánh đầu hàng. Nhà Thục Hán chính thức diệt vong. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận, chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét và cảm nghĩ của mình. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để đồng hành với chúng tôi ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!